Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình tiếp tục chơi 16 game Chapat, bắt đầu từ game Tom Hero Dark. Mình đang vào game rồi các bạn ơi. Yeah. Ok nào. Hôm nay là Angela nhá. Hai các bạn nhá. Phải cắm luôn. Cắm luôn cho nó chất. Tát đi, dậy bạn này. Dậy đi vệ sinh các bạn này. Rồi đi vệ sinh đi. Lại nắng rồi, Jacobino. Được đấy, trời hấp dẫn đấy. Cho tắm nào. Anh chưa, giờ nó mới ấy thôi. Nó mới tạo hình thôi. Nó tạo hình nó lấy về nữa nó mới lắp cho được mà. Có chứ. Nó trước tiên nó phải mài xong rồi nó mới... tê đi ô. Hôm qua nó én én thì anh chảy nước mắt ra đi mà. Ừ nó mài hết xung quanh đi mà. Ừ. Ừ. Rẻ thôi, 3 triệu cái. Găng sứ rồi, Titan đấy rồi. Nó bảo là lắp cái 5 triệu đi cho nó bền. Mà thôi tiền đéo đâu mà lắp 5 triệu. Răng nó có lại mười mấy triệu đi mà. Ừ. Răng sứ loại Titan đấy, kiểu đấy. Nó có nhiều loại mà. Nào.
Tăng thật đâu em, tăng giả thôi. Tăng là đấy thôi. You. 10 năm. Nó bảo hành cho 10 năm. Ngã chết mày này. Ok, đấm đấm này chết mày này, chết mày này, chết. À đủ. Yêu chết mày này, chết mày này. À chết mày này. À thôi chết mẹ rồi. Thôi chết mẹ nó rồi, lắp nhầm rồi. Thế nó có Diu, diu. Bùm. Dạ, bùm. Bỏ. Bùm. Dạ. Nó có lấy tủy cho không? Dạ. Ok, mình sẽ tiếp theo nào. Làm 3 triệu một cái à, chứ không phải là 3 triệu một cái đâu. 3 triệu một cái. 100 cái thôi. Thôi, đấy mà. Đấy mà. Các bạn đang cười làm cái rẻ rẻ được, làm cái dập thôi. Mình đã 2 triệu mạnh hơn, làm cái rẻ rẻ hơn. Không phải, không phải được đâu. Thế là anh làm cả công chức của nó, tất cả là 3 triệu đấy. Ngày biết nhiều làm rẻ lắm, mà làm rẻ thì thôi. Hôm nay thì mình phải làm cái to. Mình được.
nhá. Angela 2. Răng vừa anh à, bục lỗ rồi kìa. Nó dậy các bạn ơi. Ờ. Vệ sinh nào. Thôi, hay cho đi ăn trước. Rồi kệ cho ăn trước các bạn ơi. Đâu. Không. Cứ cho đi ăn trước nhá. Ờ. Đồ. Không. Rồi. Cho đi vệ sinh nhá. You call me. Level 31 nhá các bạn ơi. Nước kìa vào. Nam gần năm một tuổi. Qua
đẳng cấp từ cấp 3 rồi, kinh nhờ. Tay lấy lụa. Khá dài nhá, rơi một phát xuống. Ê rồi. Yuhu. Yuhu. Đây nó khá miễn phí mà. Không nào, sau này nó vỡ hết rồi đấy. Không, của mình đến đâu mấy trăm thôi em ơi. Bọc của em bọc rẻ thôi. Còn ấy bọc đi bọc nó rẻ mấy trăm thôi. Bọc rẻ không thôi mà. Nó bảo hành cho yên tâm, không phải nó. Cảm giác nó tê tê lúc đấy thôi, tê tê tí thôi. Không đau mấy đâu. Cả. Chọc thằng nó lợi luôn cái chỗ đau ấy. À, anh làm 4 cái nhưng mà anh chỉ tiêm có 2 cái thôi. Lúc đấy là tốt thêm vẫn còn. Ha há mồm thì lại nói thế đéo nào được. Chết mẹ rồi.
Nó biết gì, lúc đấy phải ông già đi biết được. Cái lúc đấy này. Ok, đẹp mới tính tiền, không là phốt ngay phải không? Mày có định nhảy lên là con chó này. Là cái răng lung lay các em nhổ đi ấy, bắt đầu nó mới chèn vào, chèn của đấy vào. Ok. Xuống nào. Rồi, tiếp theo. Đập nó, đập nó. Rồi mình sẽ sang chơi game Tem Run các bạn nhá. Tem Run 2 của Tyler. Chi nào. Ok, con em mặc quần lọt khe đang cưới con sói chạy. You call me. You call me. Vàng răng, đỏ răng, đỏ răng. À đủ. You.
Kalami. Ây da, nó ôm rồi. Con này nó ôm rồi. Nóng thật đấy. Thôi. Đó. Lại các bạn đây. À, con em này nó bị thể chân. Mất lúc này đéo chứ hỏi mẹo có phải quay mặt không. Hai các bạn nhá. Của Việt Nam luôn. Không phải của Việt Nam mà của nước nào nào ấy. Nhà anh như vậy bật quạt còn mát về. Mình sẽ kế tiếp theo.
Đó chính là Tom Flan các bạn nhá. My Talking Tom Flan. Biến ra nào đủ má mày. Bây giờ mày thấy Quang uống vợ á thì là gần gần đi muốn đạp ra ngoài đi à. Mùa hè cô mẹ nóng nóng là gần gần xích cái đi nào hất ra ngoài nữa. Mới yêu thì mẹ nóng nóng thì mẹ xóa hết mồ hôi ra cũng cồn. Nào, đang ra một quét nãy giờ chưa hết này. Rất là nhiều rác, rất là nhiều rác. You, you Kalami. Hey you. Anh tắt mồ hôi từ nãy giờ rồi không? Đang làm gì nữa? Ủa gì về ăn cơm xong lên đá FIFA. Anh biết đá sẵn rồi. Nhưng mà đá chưa pro thôi. Anh về nhà lúc nào anh luyện. À, thời gian nữa anh lên đá mày ngay. Rồi để anh quét tay đó. Ừ. Không hoàn làm mới. Nó còn nửa mới một nửa cũ. Cái cây của anh ấy, anh mua mấy cái đồ mới về lắp vào thôi. Mua những cái gì quan trọng lắp thôi, còn những cái nào dùng được thì vẫn để lại dùng. Mới nó cũng đồ nó cũng như thế mà nó được mấy cái ấy thôi. Cái máy kia của anh còn mấy đồ tận dụng được thì mình để lại, còn một cái ấy tính mới lắm rồi. Rồi mình sang game tiếp theo, làm thế nó không uy tín. Bùm. Tom Blast các bạn ơi. Tom Blast tát 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 tát. Thank you.
đất với chúng tôi à? Làm đất với chúng tôi à? Yeah.